Người đẹp cầm bảng tên Campuchia ở lễ khai mạc SEA Games 32 có gì đặc biệt? À, hậu năm của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 Pich Voti Saravodi gây chú ý với phán sắc đẹp khi cầm bảng tên của nước chủ nhà Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 32. Lễ khai mạc SEA Games 32 diễn ra hoành tráng, sôi động tại sân vận động Morodok Techo. Lễ khai mạc gây ấn tượng với sự xuất hiện của bốn nghệ sĩ nổi tiếng của nước chủ nhà là Chris Sovac, Khemarak Seriman, Hùng, Ton Chansima và dàn hợp xướng hơn 2.000 người. Ngay sau lễ khai mạc, hình ảnh đoàn thể thao Campuchia diễu hành cũng gây chú ý với các phán sắc đẹp vì người. Cầm biển tên dẫn đoàn chính là Pich Voti Saravodi, Á hậu năm của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Trong lễ khai mạc, Pich Voti Saravodi diện trang phục dân tộc dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia. Hình ảnh của cô cũng được nhiều phương tiện truyền thông và diễn đàn sắc đẹp đăng tải. Thông qua trang cá nhân, Saravodi chia sẻ, tôi là Pich Voti Saravodi, Miss Grand Campuchia 2020. Thật vinh hạnh khi trở thành một phần trong công cuộc quảng bá văn hóa quốc gia đến bạn bè quốc tế. Thật tự hào khi SEA Games năm nay được tổ chức ở Vương quốc Campuchia, đất nước nhỏ với trái tim lớn. Pich Voti Saravodi, 26 tuổi, là người đẹp nổi tiếng ở Campuchia. Pich Voti Saravodi từng đạt danh hiệu Á hậu một Hoa hậu Campuchia và được quyền dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2021. Tuy nhiên, cô đã không thể tham dự vì một số lý do cá nhân. Năm 2022, cô giành chiến thắng ở Hoa hậu Hòa bình, Campuchia và được cử đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 tổ chức ở Indonesia. Với sắc vóc nổi bật, cô được coi là ứng viên tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Pich Voti Saravodi có chiều cao 1,77m, là diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp. Pich Voti Saravodi có khả năng ngoại ngữ tốt khi thông thạo tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, Pich Voti Saravodi giành ngôi vị Á hậu năm. Sau đó, cô ở lại Thái Lan 3 tháng để đồng hành cùng các Hoa, Á hậu khác trong các hoạt động sau cuộc thi. Pich Voti Saravodi nhận được sự ưu ái của ông Nawaz, chủ tịch cuộc thi vì khả năng hoạt ngôn, biết nói tiếng Thái. Cô thường xuyên livestream để bán hàng cho ông Nawaz.